CDT News. Trẻ dậy thì sớm gây ra nhiều hệ lụy, 4 thực phẩm cha mẹ nên kiểm soát chặt khi cho trẻ ăn. Theo các chuyên gia, đây là 4 nhóm thực phẩm có thể khiến trẻ bị dậy thì sớm. Nếu cho ăn nhiều, bạn nên tìm hiểu và kiểm soát tốt để tránh rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Trong bối cảnh hiện nay, có rất nhiều gia đình đang phải dở khóc dở cười về tình trạng trẻ phát triển quá nhanh, dậy thì sớm. Có những gia đình mới đầu rất vui sướng vì thấy con cái phát triển thuận lợi, lớn nhanh như thổi, nhưng sau đó thì họ cảm thấy vô cùng ân hận vì đã chăm sóc trẻ quá đà, khiến trẻ lớn quá nhanh về thể chất, chênh lệch hẳn với sự phát triển tâm lý và trí tuệ. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến dậy thì sớm chính là do ăn uống, bồi dưỡng cho trẻ quá mức cần thiết, theo các bác sĩ trên kênh Bác sĩ Gia đình. Sau đây là 4 nhóm thực phẩm liên quan đến sự dậy thì sớm của trẻ và 3 giải pháp giúp bạn ngăn chặn sớm tình trạng này. 4 loại thực phẩm có thể gây dậy thì sớm. 1. Thực phẩm chức năng. Chúng ta thường nghe suốt ngày những lời giới thiệu tuyệt vời về các loại thực phẩm chức năng, thuốc bổ trên các phương tiện truyền thông, lâu dần sẽ có cảm giác muốn cho con cái sử dụng các sản phẩm đó. Thậm chí nhiều người còn chưa tìm hiểu kỹ con mình có cần dùng hay không vẫn triển khai dùng thử. Thực phẩm chức năng bản chất không trực tiếp gây ra dậy thì sớm, nhưng nhiều người đang lạm dụng nó. Nhiều trẻ chưa thực sự cần thiết phải sử dụng, hoặc có nhiều gia đình bồi bổ cho trẻ quá sớm, hoặc quá nhiều khiến cho trẻ trong chốc lát tăng trưởng quá nhanh. Mặc dù thực phẩm chức năng có những tác dụng nhất định lên sức khỏe của cơ thể, nhưng đối với trẻ em, chức năng tiêu hóa còn chưa hoàn thiện có thể dẫn đến dậy thì sớm. Ví dụ các thực phẩm chứa thành phần nhân sâm, sa sâm, đông trùng hạ thảo, hoàng kỳ và những thực phẩm có nguồn gốc đông y thì bạn cần chú ý kiểm soát lượng cho trẻ ăn, không được ăn quá nhiều. 2. Thịt động vật nuôi và thức ăn chứa hóa chất. 90% trẻ em thích ăn thịt, điều này thì hầu hết các bậc cha mẹ đều biết. Có rất nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ càng ăn nhiều thịt động vật thì nguy cơ dậy thì sớm càng cao, đặc biệt những loại thịt được nuôi bằng chất tăng trọng, thực phẩm công nghiệp có chứa hóa chất thúc đẩy tăng trưởng. Khi trẻ được cho ăn những loại thịt này, chất tăng trưởng tồn dư trong thịt cũng sẽ hấp thụ vào cơ thể của trẻ, khiến trẻ sẽ lớn nhanh hơn về thể chất. Qua kinh nghiệm cho thấy, những loại thịt động vật nuôi từ nguồn thực phẩm chứa chất tăng trưởng, đặc biệt là các bộ phận như cổ gà, cổ vịt thì hạn chế tuyệt đối cho trẻ ăn, bởi đây là bộ phận chứa nhiều nguy cơ tồn dư chất hóa học nhất. 3. Trái cây và rau quả trái vụ. Hầu hết các loại trái cây và rau quả được sản xuất trái vụ đều ít nhiều phải dùng đến hóa chất kích thích tăng trưởng mới có thể phát triển và cho thu hoạch thuận lợi, ngay kể cả khi tiêu thụ vẫn còn phải có cách bảo quản đặc biệt. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng nếu trẻ ăn quá nhiều sẽ gây ra hiện tượng dậy thì sớm. Các chuyên gia khuyên rằng cha mẹ nên cố gắng cho trẻ ăn các loại trái cây theo rau, mùa, chín vụ và rửa thật kỹ để tránh dư lượng thuốc trừ sâu. 4. Thức ăn chiên rán. Trẻ em thích ăn thức ăn nhanh, đồ Tây, đặc biệt là các món nổi tiếng như gà rán, khoai tây chiên. Đây là những thực phẩm có hàm lượng calo cao. Nếu ăn quá nhiều thực phẩm dạng này, chúng sẽ được chuyển đổi thành chất béo, tạo ra những rối loạn nội tiết, gây dậy thì sớm. Làm thế nào để ngăn ngừa nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ? 1. Kiểm soát lượng protein. Đừng cho trẻ ăn quá nhiều thực phẩm có hàm lượng protein cao vì sự dư thừa dinh dưỡng có thể gây dậy thì sớm, nên cho trẻ ăn ít thịt hơn, chẳng hạn như thịt lợn, vịt, gà, vì nó chứa rất nhiều kích thích tố thúc đẩy tăng trưởng trong quá trình nuôi dưỡng. Bạn có thể cho con bạn ăn nhiều trái cây tươi, rau và hải sản để đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng. 2. Không được sử dụng thực phẩm chức năng một cách thiếu hiểu biết. Đừng mù quáng sử dụng sữa ong chúa, nhân sâm, hoàng kỳ và các loại thuốc bổ khác, kể cả những loại có nguồn gốc tự nhiên, thuốc thảo dược. Khi một đứa trẻ đang mắc bệnh, ốm yếu hoặc có vấn đề về sức khỏe, nhiều phụ huynh sẽ nghĩ ngay đến giải pháp dùng thực phẩm bổ sung với hy vọng rằng thuốc này có thể làm cho tình trạng sức khỏe phục hồi nhanh chóng. Thực tế lại không hẳn như vậy. Bạn luôn phải nghiên cứu tình trạng thực tế của trẻ và cách chăm sóc bồi bổ sao cho thật khoa học và phù hợp. 3. Cất giữ thuốc tránh thai, hóa mỹ phẩm cẩn thận.
Các đồ đạc trong nhà chứa hóa chất và thuốc cũng có thể gây ra những nguy cơ dậy thì sớm cho trẻ. Các bác sĩ nói rằng những thứ thuốc như thuốc tránh thai, mỹ phẩm tuyệt đối không nên để cho trẻ tiếp xúc, không cho trẻ dùng chung đồ dùng này của người lớn để tránh làm tăng nguy cơ phát triển quá sớm. Ngoài ra, không nên cho trẻ uống các loại thuốc bổ não, thúc đẩy phát triển trí não, vì đây cũng là một trong những nguồn gây nguy cơ dậy thì sớm. Cho trẻ ăn uống đúng cách, khoa học, phù hợp với độ tuổi, với thực đơn ăn uống lành mạnh, đa dạng có thể giúp trẻ phát triển toàn diện, bình thường, không cần quá lo lắng và cho trẻ ăn quá mức cần thiết. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.